Nè, này là quý vị khán giả biết không, nghe sốt xa dữ lắm nè, là bé phải có treo cái này lên để nè, lúc mà tay nó khơi khơi vậy nghe cái tiếng rột rột á nó đỡ buồn, tại vì trong đây là không có cái gì, không có ai qua lại, rồi không có tiếng gì hết trơn quý vị khán giả, nhà khuất ở sâu á nó cười kìa. Ê, Thưa quý vị khán giả, nhà trường đang có mặt tại mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Thì nay trường qua nhà anh Bình, năm nay ảnh 53 tuổi rồi quý vị khán giả. Thì hiện giờ anh đang ở đây với lại hai người con, vợ thì đã bỏ cha con ảnh đi lấy chồng khác rồi. Thì điều đặc biệt là cái người con út của ảnh á là bị bại não, năm nay 11 tuổi mà nằm một chỗ, ỉa đá một chỗ quý vị khán giả, không có tự chủ được, không có nói năng gì á, nên là trong nhà cũng rất là khó khăn. Ở đây là cái nhà của anh chị ở đây, của anh Bình ở đây á quý vị khán giả, là cái nhà ở trên đất tạm của người ta đó. Thì nhà cũng là nhà tình thương luôn, nhưng mà hai đời ở đây, ở đời trước là mẹ của anh Bình cũng ở đây, thì tới giờ là anh Bình với lại hai người con trai của ảnh cũng còn ở đây luôn quý vị khán giả. Thì cái người con lớn của ảnh á là mới có 16 tuổi à, mà nó nghỉ học hồi năm lớp 6 để đi làm à, rồi đi vác mụn dừa gì đó như tập trước trường có giới thiệu ha. Còn ảnh thì đi đặt lợp vậy nè đó, thì đây là cái công việc hàng ngày của ảnh để có thu nhập và lo cho người con bị tật nguyền của mình quý diễn giả. Thì như nay là mình tới đây là buổi chiều, thì thường vậy thì anh Bình đặt lợp vô cái giờ nào anh Bình? Em này nước cạn, Khi nào nước cạn mới đặt hả? nước cạn mới tâm mà cỡ khoảng chừng 10 giờ khuya, không một À 11 một một 2 giờ khuya. dạ, vậy đặt vậy thì rồi thường là bắt được cá gì, Ví cá dụ tôm gì? nhiều khi có đồ ăn nhiều á thì mình bán được 50.000, À còn không có thì ở nhà ăn cha con suy thở nặng sống khỏi mùi đồ ăn. à, nhưng mà bắt là bắt được cá gì anh, thường bắt được cá gì? Cá nhỏ nhỏ vậy nè, À tép nhỏ chứ không có cá gì có được, bự. có được tôm càng xanh không, bắt Dạ tôm không có, không có hả? cái này nó không có vô. Hả? Dạ. Dạ Rồi đi chài, rồi cái đi vác đất dạ thì cũng lớn tuổi rồi, vác nhiều khi vác trật cầu thang té, dạ trong đó cái nó trật cái bàn giò sưng sưng cái đi Cù Lao Minh á, dạ lãnh thuốc uống rồi trật cái đó có vác nữa, giờ hết bớt vác buồn lắm. Mà thì anh em bà con với mạnh thường quân hỗ trợ cho em thì em rất cảm ơn, chứ cô em nói vậy thôi chứ em không biết làm sao mà em nói cho nó hết, nó cạn cả lời. Với hai cái sống cuộc sống nó vất vả lắm, mà Hồi trước là anh Bình làm nghề gì anh Bình? cũng bằng mướn từ Cũng nhỏ lớn luôn. dạ Em thì em xỉn ngay tới 40 năm rồi dạ mà nó không hết, tới chừng nó phát rồi cái hen rồi em nằm không, dạ em nằm để em thở. Rồi thằng này nó lên trên trạm á, trên Cái Long á, nó mua thuốc về uống uống rồi chút xíu nó mới hạ hạ rồi mới đi làm. Bây giờ anh Bình là bỏ đi khi hồi nào, mấy năm rồi? Nó cũng 7 năm 8 năm. Bảy tám năm. Dạ nhiều lâu lắm, mà nhiều cái bản phận đó nhiều khi em không có để ý. Em hãy bỏ thì cho qua, bởi vì ráng nuôi con thôi chứ Là không không có để ý. thằng thằng nhỏ của anh là năm nay được 11 tuổi, Dạ thì hồi mà đẻ nó ra được mấy tháng là mẹ nó bỏ đi hả? 6 tháng, 6 tháng 6 bỏ đi một tháng chặp. rồi bỏ đi một lần, Dạ. rồi Rồi khoảng quay một lại. năm trở Dạ. lại, rồi năm sau là đi luôn, đi thẳng À luôn. dạ, là chị đi làm công nhân rồi xong đó rồi theo người ta luôn ha. Đi bằng công nhân Dạ. rồi đi theo luôn, rồi sau này về á cũng phiên cũng nói Dạ. thì cũng có lên tới cái thằng ở trên ngã ba ship á, Ừ. cũng nói mày đừng lấy vợ tao, con tao nó bệnh nó nằm có một chỗ mà mày đừng có dụ, mà tội nghiệp tao với mày thương. Nhưng mà nó cũng dụ vợ em mà lấy mà đi bằng chống á, rồi khiêng hết sức mà đi. Vậy chứ bây giờ em cũng đâu có nói gì được đâu. Rồi ở nhà giờ là anh nấu nướng rồi giặt giũ cho từ nhỏ luôn hả? Dạ Hay sao? Hay là thằng anh lớn thì nó làm? em làm nó đâu có biết, làm cái em giờ em cầu sinh sao em có tiền cái mua được cái máy giặt em giặt đồ cho nó với bằng cái nhà dưới cái mua á, mà lấy tao cái em lấy tao cái em hứng không à. Rồi em mua được cái máy giặt em mừng,
cái tay của em nè, cái đó, nó sưng, cái giò cái hai khớp này nó đau, nó không chịu hết nổi. Đây là cái cảnh mà gà trống nuôi con này quý vị khán giả, anh Bình thì sau khi vợ nó ra nước đục vậy đó, mà nó vừa vừa cái này, cái này thì ngâm riêng nha, không ngâm chung, ngâm chung sợ. Dạ. Đồ đâu đấy. Vậy, đây cái hàng ngày là ảnh đi đặt lợp, bữa nào mà không có ấy á, không có phải ở nhà chăm bé thì ảnh sẽ đi đặt lợp rồi về làm các cái công việc ở trong nhà vậy nè quý vị khán giả. Giặt đồ rồi rửa chén ha, làm thay công việc của người mẹ của thằng bé luôn. Thì trong lúc mà ảnh đang giặt đồ thì Tường sẽ vô Tường quay bé cho quý vị khán giả thấy ha. Rồi đây ha quý vị khán giả, đây là bé Bùi Phúc Toàn đó. Thì bé năm nay cũng 11 tuổi rồi đó quý vị khán giả ơi, mà bé không có nói năng gì được tại vì bị bệnh não từ nhỏ quý vị khán giả. Đây nè, con có đồ chơi này vui nè, này là quý vị khán giả biết không, nghe sốt xa dữ lắm nè, là bé phải có treo cái này lên để nè, lúc mà tay nó khơ khơ vậy nghe cái tiếng rột rột á nó đỡ buồn, tại vì trong đây là không có cái gì, không có ai qua lại rồi không có tiếng gì hết trơn quý vị khán giả. Nhà khuất ở đằng sau ấy, đó, nó cười kìa. Ê. Ơi sao con? Ủa? Con muốn nói gì? Hả? Hả? Rồi đây này quý vị khán giả, phải treo lên mấy cái bịch bóng vậy nè để cho nó mỗi lần mà có quạt hay là có gió vô á thì nó bay vậy cho bé nó nhìn cho nó vui. Đó, ở nhà mà không có một cái gì để cho bé chơi hết trơn, là không có đồ chơi gì luôn ha. Cái này mà ví dụ như lần sau mình có tới nữa thì chắc là mình bữa nào em tới nữa em gọi trước cho anh nhớ nhắc em cái vụ mua đồ chơi cho bé. Rồi. Anh gọi trước tôi một ngày nha. Dạ. Nhiều khi tôi đi công chuyện. Dạ. Đó thì mình muốn là mua cho bé cái đồ chơi gì đó về cho nó treo cho nó chơi ha, cho nó có màu sắc. Tự nhiên lấy mấy cái bịch bóng vậy rồi cũng nhìn riết thì cũng chán ha quý vị anh giả. Đó, buộc bịch bóng vậy nè, nghe rột rột vậy chứ lấy ra là khóc đó. Chảy nước mắt. Lấy ra cái chảy nước mắt à. Mà ốm quá trời đó quý vị anh giả. Ở chân cẳng teo tóp hết trơn. Nhưng mà Trường nói chuyện là bé cười á. Con ăn chiều nha, ăn cơm chiều nha. Hả? Đang nói à. Ăn cơm nha. Ờ, quý vị khán giả thấy không? Bé đang nói lại đó. Có một điều là tội nghiệp không có nói được ra lời á. Hả? Sao con? Nãy chú Trường thấy có khô với lại có khô cá sặc với lại gì đó. Ăn cơm nha, chú Đường xúc nha. Chịu không? Con có uống sữa không? Con uống sữa nha. Hả? Đó, bé tối ngày nằm chỗ vậy đó quý vị khán giả. Không có cái chân là nó rung rung nữa. Chân cẳng ôm nhau nhắc. Đó, tối ngày nằm góc nè. Đây là cái trái nhà mé đằng sau cái căn nhà của nhà anh Bình hay quý vị khán giả, thì nó cũng bị dột rồi. Cái chỗ như cái chỗ này quý vị khán giả có thể thấy nè, ảnh dùng bạt để phủ lên một cái lớp ở dưới này cho nước mưa nó chảy xuống ha, nó không có bị ướt cái bếp. Thì hồi nãy Trường có hỏi ảnh cái kinh phí làm cái này khoảng nhiêu, thì ảnh có nói là khoảng tầm vài ba triệu tiền lá. Thì cái này để ví dụ như mà ảnh mà có duyên với cái mạnh thường quân nào thì Trường sẽ tới rồi cùng với ảnh làm ha. Ủa cái trái nhà này cũng bự mà sao mà 2 triệu tiền lá đủ được anh đi? Thì em đoán gì đại vậy thôi. Chứ em chưa có mua, em chưa biết. Dạ. Yeah. Dạ. Giá này hồi đó em mua ở đâu? Rồi em mua lâu, em mua má còn sống á. Rồi sao? Rồi sao tự nhiên khóc nữa? Sao mà thấy mấy anh tới em buồn quá trời.
cây vậy. Hả? Mau về cho phải không? Dạ mới anh ba anh mới cho em, cái nãy. Hôm nãy ông nói ở Cà Mau về đó. À. Đi bắt thuốc gì đó. Dạ. Mới cho em đem ra em thấy khô, móc á. Khô hả? À. Thấy móc quá cái em đem ra em phơi. Dạ. Đây nè quý vị anh giả. Dạ. Đi ảnh xin mấy đứa vừa có em cái lột có em lột cục bỏ đi. Dạ. Đây nè. Cái này là của báo Tuổi Trẻ không trợ không á. Hỗ trợ này cho em không chứ em tôi không có gì đâu được mua. Dạ. Như khi gạo rồi mấy anh trển rồi xã rồi nhà tài trợ đó, cho ăn lạnh rồi cho ăn chứ em nhiều khi không có thì vất vả. Dạ. Rồi ví dụ như có ai cho cái máy giặt cũ cũ ở trên kia có gì lên chở không? Cho em mừng. À cho em mừng hả? Cho em mừng. Giò không nổi cái thằng bự. Bị mần chứ nước không á. Niềm bự rồi nhỏ nên cái đi sao thì cái bệnh khớp. Quá đó rồi cái nó đau. Đau khớp hả? Dạ. Đau cái này. Dạ. À, không đau mấy mấy cái mắt tay vậy nè. Đau. Lấy cái gạo mà vắt đất ra coi, một cục đất vậy đó không vắt nhiều. Đây cái kiểu như thể trạng của anh Bình đó, yếu không có gì anh dạ. Nó đông phèn màu đó đó. Dạ. Tầm đó. Cục đất từ Dũng lên bờ. Là nhiêu tiền, cục vậy là nhiêu tiền? Lên thì giá là chắc vậy đó là 1.200 một cục. 1.200 một cục hả? À, dạ. Rồi một bữa. Lâu lâu người ta cũng mới mướn chứ ra cũng không ai. 1.200 cục mà thí dụ như lâu lâu mà mặn một lần mà một bữa mặn á thì chừng 100 cục là muốn cần chết rồi. Ở không nổi luôn. Giác nguyên cục vậy nặng dữ lắm ha. Nặng dữ lắm. Tại vì nó bùng nặng. Nhiều khi cái mình than mình một mình cái lên trên bờ ngồi cái áo này đâu phải cái màu này mà ông cầm với nước mặn đập lợp với vắt đất nó ngã màu qua màu bùng luôn ha dính màu phèn á. Còn mấy cái áo kia kìa nữa cái gì cái nó dữ lắm mà gần đây tôi sống mười mấy năm hai mấy mấy năm thì sống gì vắt đất không? Anh nhà anh Bình là ngoài cái tiền đi làm của anh với của thằng bé lớn á thì còn cái thu nhập gì khác nữa không? Không là có trợ cấp gì không? Nước có thì cái như cho thằng nhỏ như một tháng là tiền tháng của nó là 600 mấy ngàn. Dạ. Là chỉ có cái tiền đó thôi phải không? Tiền khuyết tật. Nhưng mà sao mà nhưng mà anh có hộ nghèo không? Hộ nghèo từ nào giờ? Nghèo bền vững luôn ha. Hộ nghèo rồi có tiền trợ cấp 600 một tháng. Cho thằng nhỏ mua sữa. Dạ. Thì em cái thả cái đầu lót của nó thì 10 ngày thì 200 ngàn rồi. Dạ. Một tháng nó 600 ngàn. Bởi vì bắt nhiều khi nó ăn uống không tiêu. Rồi nó ỉa một ngày nó 3-4 miếng. Hoặc 2 miếng một ngày hoặc 3-4 miếng một ngày. Rồi là một cái thả đó 200 ngàn mà mới có nó có 20 cái à. Mà có khi nào anh có suy nghĩ là đưa bé lên trên mấy cái trung tâm bảo trợ xã hội rồi cho nó ở không? Em có suy nghĩ lắm mà không có tiền. Ở trong đó em có đi qua bên Bến Tre, ngay chỗ gì mà dưỡng sinh cho em bé đó. Cái em qua nói, bác sĩ nói cỡ khoảng 1 năm, 3 năm mới hồi phục. Thì em đâu có tiền đâu chứ, ta, chứ gần vậy đó, rồi em đâu có tiền đâu cái thì cái em cứ làm bộ nói thôi để em về với cha mẹ đặt thằng ca bữa đó cái hên cái nghe chú ô mà bữa lễ á bác sĩ nghỉ cái em về em trốn luôn em không có dám qua nữa bởi vì nó mấy năm rồi thằng này nó không có rồi tiền bạc em không có nữa nếu em bển em nuôi con của em thì em bỏ má em thì sao rồi ai nuôi má em. Hồi má mất là nhiêu tuổi rồi anh Bình? Má em mất 87 là mới vừa một năm mấy tháng đây nè. Dạ. Yeah. Yeah. Tôi nhớ bà cũng mất cứ năm. một năm mấy tháng. Thôi vậy bữa nay em với anh Cường qua thăm trước vậy đi ha. Rồi yeah. Có gì có duyên nữa thì em quay lại, em anh Bình quay lại ha. Yeah. Rồi thôi chắc Trường xin kết thúc cái video này ở đây hả quý diễn giả. Thì cái nguyện vọng của ảnh là có một chiếc máy giặt với lại được lợp lại cái máy này nè quý diễn giả. Thì có mạnh thường quân nào mà có cái máy giặt cũ hay gì đó thì
mà có ý định bỏ thai gì đó ha, thì ở gần khu vực Tiền Giang, Bến Tre gì đó, cái gì hú Trường cái Trường xin cái đó đi, để Trường chuyển cho ảnh để anh xài ha. Tại vì ảnh coi vậy chứ bị khớp, trước đi làm nặng quá rồi bị khớp này cái chuyện giả, chứ lại tối ngày ngâm ở dưới nước á thì bị khớp, nhức mấy cái tay á, giặt cũng nổi đó. Rồi còn cái phần lá này thì ảnh dự trù kinh phí 2 triệu, nhưng mà Trường độ là làm ít nhất cũng phải là 5 triệu mới đủ. Thì quý vị khán giả nào cái thương hoàn cảnh của anh Bình với lại mấy cha con, ba cha con anh Bình hen, có gì thì liên hệ với Trường để cái gì tìm hướng hỗ trợ thêm cho anh Bình. Thôi Trường xin kết thúc video này ở đây, tạm biệt quý vị khán giả ha.